cách tạo. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có một cái mảng chuỗi gồm có 10 item và chúng ta tạo ra bằng cái constructor Zinkerbox đưa vào một cái mảng gồm có 10 item. Như vậy cái box của mình nó sẽ chứa 10 item đúng không? Và cái phương thức này là gì? Shape editable, tức là có khả năng sửa được cái item đó. Chỉnh sửa được. Rồi. Thì chúng ta có cái đối tượng action listener là lắng nghe cái sự kiện click vào trong cái combo box. Hoặc là nó có một cái đối tượng item listener, tức là lắng nghe cái phần item state chain, tức là nó có một cái đối tượng item listener là dùng để bắt những cái sự kiện mà khi người dùng thay đổi cái item mà người dùng chọn, tức là đang chọn item thứ nhất, cái tự nhiên bấm cỡ bóc chọn item thứ hai, tức là các bạn thấy nó có sự thay đổi cách chọn đúng không, thì cái phương thức item state chain nó sẽ được gọi. Rồi add item, tức là chúng ta đưa một cái item mới, đưa chỉ một item mới ha, vào cho cái cỡ bóc. Get item count, tức là sao? Đếm số lượng cái combo box này nó chứa bao nhiêu item trong đó. Get select index là lấy cái vị trí của item, vị trí luôn luôn đi từ 0 ha. Rồi, get select item tức là lấy cái item ra luôn, lấy cái item ra để xử lý ha. Ví dụ các bạn thấy nó lấy một cái item kiểu chuỗi ra nó xử lý, được không? Rồi. Rồi, cái này là set editable có khả năng sửa ha, set select index tức là chọn cái item, set select item tức là chọn cái item được hiển thị ha. Sẽ demo cho các bạn về cái phần combo box. Các bạn nhìn bảng, các bạn các bạn không cần phải để gõ chút xíu, tôi sẽ cho các bạn cái này. Rồi, thầy sẽ tạo ra một cái class mới ha, cũng giống như mọi bữa. Rồi, thì cái này đóng, cái class này đóng vai trò là một cái giao diện, thì nó phải kế thừa từ từ Zframe ha, và thầy tạo cái constructor để khởi tạo một số cái component vào trong đó. Rồi, thầy sẽ đưa gán một cái, tạo một cái combo box. Cờ bóc có thể chứa các cái item ha, chứa nhiều item. Các bạn thấy nó sẽ giống ha, nó không khác gì so với cái Zlist ha, không khác gì cả. Rồi, thầy sẽ đưa cái item vào. Rồi, thầy gán cái cầm cái cầu bóc này lên trên cái siêu frame ha, CMB. Bạn không cần phải gõ cái này đâu ha, xíu thầy sẽ cho cái này. Rồi, sau đó thầy qua hàm main, thầy sẽ gọi cái lab main main guild này. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy ứng dụng ha, F6 chạy ứng dụng. Để cho nó được
Để cho nó đẹp thì thầy dùng cái layout, flow layout á. Flow layout. Rồi. F6 chạy. Thì các bạn thấy là chúng ta có một cái cầu bóc ha. Cầu bóc. Trong đây có 3 item. Tại vì cái mảng của thầy có 3 item mà, 3 đối tượng ha. Đó. Rồi. Vậy chúng ta biết cách để sử dụng cầu bóc ha. Chúng ta qua cái phần C-table. Cái component này thường xuyên sử dụng luôn. Cái C-table nó có hình dạng vậy. Các bạn thấy một cái ứng dụng nào nó cũng có hình dạng một cái table để chứa các dữ liệu đúng không? Thì cái C-table này nó gồm cái dòng và cột. À các bạn thấy nó dòng và cột. Thì cột nó có cái tiêu đề, nó kêu là column header. Và cái phần thứ hai là cái phần dữ liệu. Dữ liệu là một cái mảng hai chiều. Tại sao mảng hai chiều vậy? Bởi vì các bạn thấy là trong cái bảng này á, cái dữ liệu của nó đó ha, cái dữ liệu của nó là phải bao gồm dòng và cột không? Cái vị trí của nó phải bao gồm dòng và cột đúng không? Cho nên cái dữ liệu được đưa vào phải biết dòng và cột. Được không? Để tạo C-table có 5 connector lận. Connector mặc định. Connector này là nó cho biết số dòng và số cột. Hiểu không? Số dòng và số cột của bảng này bao nhiêu. Còn cái connector này là cho biết dữ liệu là gì ha, tức là chứa dữ liệu luôn á. Là nó là một cái mảng hai chiều. Và cái cột gồm những cột nào? Cái cột này là mảng một chiều thôi đúng không? Cột thì nó có nhiều cột thì đưa vô mảng một chiều là được, nhưng mà dữ liệu phải là mảng hai chiều, tại vì cái dữ liệu nằm ở đó, nằm thuộc dòng mấy cột mấy ha. À, rồi hoặc là chúng ta đưa vào một cái vector ha, vector, hoặc là chúng ta đưa vào một cái table model. Table model là một cái cách để chúng ta quản lý dữ liệu ha, à, theo chúng ta mong muốn. Rồi cái này chút xíu có demo cho các bạn. Hiển thị Z-table thì Z-table á hỗ trợ join bằng cách là chúng ta đưa vào cái component là join band. Được không? Chúng ta muốn dùng join band thì chúng ta sử dụng cái component join band cho cái Z-table này ha. Rồi. Bất lợi của Z-table là cái cột của nó phải có cùng độ rộng, là mặc định nó có cùng độ rộng ha, không có nào lớn hơn nào. Rồi được dùng hiển thị dữ liệu trong cột nhỏ hơn ha. Join nằm ngang không được ASCII. Join nằm ngang, mặc định join nằm ngang không được ASCII ha. Tức là không được hoạt động ha. Giải pháp bất lợi là gì? Chúng ta thêm một vài ký tự chấm chấm phía sau. À, rồi sau đó các bạn biết là những cái dữ liệu mà nó có thêm vô ba chấm có nghĩa là cái dữ liệu này nó quá nhiều so với cái chiều rộng của gì? Của cột ha. Thì giải pháp là chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái C-table ha, và cái chiều rộng của nó, chiều rộng của cái cột. Thì cái trong cái C-table ấy, nó sẽ có một số cái mô hình để chúng ta quản lý dữ liệu, đó là Abstract Table Model và Default Table Model ha. Abstract nó có những cái như là get row count, tức là đếm số dòng mà Z-table này nó chứa. Get column count tức là gì? Đếm số cột mà cái Z-table này có. Get value s tức là lấy giá trị tại dòng máy cột máy ha. Đây là những cái phương thức đặc biệt là phổ biến ha. Rồi. Khởi tạo các bạn thấy là đây là tôi tạo ra một cái report table model ha. Rồi. C-table, report table, C-table. Tôi tạo ra C-table bằng cách tôi đưa vào cái mô hình report table. Đây là một cái mô hình quản lý dữ liệu cho chúng ta tạo ra ha. Về sự kiện thì nó có sự kiện liên quan đến con chuột, đó là khi con chuột click vào trong cái C-table ha, thì một cái phương thức là mouse click nó sẽ được hiển thị ha. Phương thức này nó kết hợp với lại cái đối tượng mouse listener là lắng nghe những sự kiện liên quan đến chuột. À, thầy sẽ demo về cái component là Z-table ha.
Rồi hãy tạo cho thầy cái project tên là MyZ Table. Đặt tên là MyZ Table đi. Sau đó tạo cho thầy một cái Java class cũng giống như là những cái project, những cái ví dụ minh họa trước. Đó là MainView. Rồi tương tự ha, MainView nó cũng là một cái giao diện, vì vậy nó phải kế thừa từ cái last frame. Rồi rồi tạo z table, tạo z table chúng ta dùng. Trước khi tạo C-table, chúng ta tạo các cột. Tạo các cột. Các bạn muốn cho bao nhiêu cột này? Cột tôi gọi là column, ha? Column. Cột thứ nhất là name. Cột thứ hai là địa chỉ. Cột thứ ba là email, ha? Và cột thứ tư là con, ví dụ vậy. Tạo cột xong rồi chúng ta tạo dòng, tạo dữ liệu ha, tạo dữ liệu. Dữ liệu là mảng mấy chiều? À, 2 chiều. Cụ thể á, cái này là có mấy dòng? À, cái này là có mấy cột? Cái dữ liệu này là mấy cột? Là 4 cột đúng không? Còn số dòng là do chúng ta tự chúng ta làm, tự chúng ta quy định ha. Rồi. Như vậy thì data bằng ví dụ ha. À, tên à, Nguyễn Văn A. Đầu tiên là tên. Sau đó là gì nữa? Địa chỉ đúng không? Phố Hồ Chí Minh. Gì nữa? Email. Rồi. Rồi cuối cùng là phone, không số điện thoại đúng không? Rồi. Ở đây là một dòng. Đồng ý không? Chúng ta thêm một dòng nữa. À, Nguyễn Văn gì? Nguyễn Văn B ha. Đà Lạt. Số điện thoại chúng ta sửa lại cho nó khác đi ha. Rồi, ở đây tôi sẽ thêm. Rồi. Bây giờ có dữ liệu, có cột rồi, tạo được C-table chưa? Tạo được chưa? Ok, như vậy chúng ta tạo C-table. Z-table bằng new C-table. Chúng ta đưa vào gì? Đưa vào dữ liệu và đưa vào số cột. Rồi sau đó chúng ta add cái table này lên, set cái layout đó,
xét cái flow layout đi. Rồi rồi chúng ta chạy lên thì chúng ta thấy là nó có 3 dòng đúng không, và 4 cột, nó không có tiêu đề cột nữa. Chúng ta qua cái component nó cũng hơi phức tạp, đó là G-tree hiển thị một cái cây. Các bạn biết G-tree được sử dụng trong đâu? Bất kỳ hệ điều hành nào nó cũng có cái cây thư mục đúng không? Thì cái cây, cái giao diện cây sẽ được tạo ra, tổ chức phân cấp vân vân. Cấu trúc của G-tree các bạn nhớ rõ giùm thầy, cái nút đầu tiên luôn luôn là nút gốc. Cái nút nhánh, thế nào gọi nút nhánh? Nhìn bản là thấy à, thế nào là nút nhánh? Nút nhánh là nút nó có, nó có nút con đúng không? À, còn nút lá rồi nút sao? À, nó là nút cuối cùng, nó không có nút con bên trong, được chưa? Còn cái nút đầu tiên luôn luôn là nút gốc. À, rồi để tạo ra cái cây, cái cộng năng là duy tree, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta tạo ra một thể hiện default tree node. À, sau đó chúng ta thể hiện đây default Apple tree node, tức là chúng ta tạo ra một nút gốc nha, nút gốc thì tạo ra trước, rồi sau đó chúng ta mới tạo cái G-tree và dựa vào cái nút gốc đó. À, rồi từ cái nút gốc đó chúng ta mới tạo ra những nút con, những nút nhánh, những nút lá. À, rồi G-tree, chúng ta tạo G-tree đưa vào cái nút gốc. Rồi để store này, để store thì cái cây nó quá dài, chúng ta để store cái biết được nội dung của trong cái cây đó thì chúng ta dùng cái command là G-store band. Ví dụ ở đây chúng ta có những cái nút như là đặt cái tên là nhánh 1, nhánh 2 nè, lá 1, lá 2 nè, và cái nút gốc, đúng không?
Và chúng ta đầu tiên chúng ta tạo cây, chúng ta ép cái nút gốc vào. Nút gốc. Mà trong cái nút gốc nó lại có nhánh 1 và nhánh 2, cho nên chúng ta ép cái nhánh 1, nhánh 2 vào. Rồi nhánh 1, nhánh 2 nó lại có hai cái nút lá, cho nên từ cái nhánh 1 nó ép cái nút lá thứ nhất, và cái nhánh 2 nó ép cái nút lá thứ hai. Và cuối cùng cái strong áp dụng lên cái cây này, và sau đó cái G frame của mình sẽ ép cái strong lên, chúng ta ép cái cây lên. Như vậy tóm lại nhìn lên cái ví dụ này, hãy nói cho tôi nghe cái cây này có một nút gốc, trong cái nút gốc nó có mấy nút lá. Hai nút lá, hai nút nhánh, mỗi nút nhánh có mấy nút lá? Một nút lá đúng không? Ví dụ nè, bây giờ thầy muốn tạo cái cây như thế này. Cái cây như thế này ha, rút đi. 1 2 nhánh 1 có lá 1, nhánh 2 có lá 2 đúng không? Thì đầu tiên mình tạo cái gì nè? Nút gốc. Sau đó mình tạo nút gì? Nút nhánh thứ nhất. Sau đó mình tạo nút gì? Nút lá đúng không? Nè, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư là gì? Bước thứ tư là gắn cái nút lá vào trong cái nút gì? Nút nhánh đúng không? À, gắn vào. 4 là từ 3 gắn qua cho 2. Bước thứ 5 làm gì? Gắn cái nút gì? Nút nhánh vào trong cái nút gì? Nút gốc. Như vậy bước thứ 5 là từ gắn cái 2 vào cho cái 1. Được chưa? Đó. Thì tương tự như vậy ha. Rồi thầy sẽ demo cho tụi em coi cái này. Tạo project mới, đặt tên là MyGTree đi. MyGTree. Rồi nhấn finish. Tương tự cũng tạo ra một cái Java class, đặt tên là MainView. À, MainView. Rồi nó là giao diện cũng kế thừa luôn. Nút gốc. Nút gốc tên là gốc luôn. Rồi. Nút nhánh nữa đúng không? Nút nhánh đặt tên là brand 1. Nút lá. Này chỉ có một nút nhánh à, bây giờ tôi muốn tạo thêm một nút nhánh nữa. Đặt tên là brand 2. Rồi. Các bạn ép cái nút nhánh 1 với nhánh 2 vào trong nút gì? Rồi, nút gì? Nút gì vậy? Nút gốc phải không? Gốc ép cái gì vô?
nhánh 1 và nhánh máy. Rồi, còn nhánh 1 ép cái nút nào? Nút lá đúng không? Lá là lá đó. Nhánh 1 ép. Ép cái nút lá, lá 1. Rồi nhánh 2. Nhánh 2 ép nút lá mấy? Lá 2 đúng không? Đúng không? Rồi, vậy là xong. Sau đó chúng ta tạo ra cái duy gì? Duy tree. Chúng ta đưa vào cái nút gốc. Như vậy là chúng ta tạo xong một cái cây. Bây giờ chúng ta đưa cái cây này lên trên cái GFrame, lên trên cái container GFrame nữa là xong. Bây giờ add cái GFrame lên, GTree lên trên cái GFrame. Rồi, set layout. Rồi, những cái dưới thì không cần giải thích, cái này là quá quen thuộc của các bạn rồi. Rồi, chúng ta qua hình men, chúng ta tạo cái lát chúng ta mới vừa tạo ha. Đã chạy. Rồi, các bạn thấy là chúng ta có được cái gì? Có một cái tree đúng không? Ở chúng ta có hai cái nhánh, nhánh 1, nhánh 2, mỗi nhánh nó có một nút lá. Được chưa? Có thấy chưa? Rồi. Chúng ta tiếp tục ha. Tree thì nó cũng có cái đối tượng là tree selection listener, tức là cái đối tượng này nó sẽ lắng nghe sự kiện, nó sẽ lắng nghe các cái hành động. À, hành động của người dùng, khi người dùng họ click vào trong cái các cái nút ở trên cái cây á, mà họ thay đổi thì nó sẽ gọi phương thức là value chain. Trong phương thức value chain này chúng ta có thể xử lý trong đó. Ngoài ra thì nó có những cái sự kiện như là tree span listener, tức là luôn luôn là nó lắng nghe cái hành động là người dùng họ làm gì, lắng nghe người dùng họ làm gì. Expand tức là gì? Sổ cây xuống, và là collapse tức là thu hồi cái lại. Thì chúng ta bắt được những sự kiện đó, chúng ta có thể có những cái xử lý thích hợp. Rồi. Chúng ta qua cái component là tab band. Thì cái tab band này là một cái đối tượng trên cái giao diện, các bạn thấy nó trên cái giao diện nó có nhiều tab. Các bạn thấy không? Nhiều tab này. Thì những cái tab này chúng ta có thể xây dựng được thông qua cái component là gtabband. Gtabband nó có cái tham số, character thứ hai nó có cái tham số là play. Thì cái tab này nè, các bạn muốn để ở trên hay là ở dưới, hay là bên trái hay là bên phải. Cái tabband. Để tạo ra cái tabband, đây là cái ví dụ nè, chúng ta new. New một cái tabband, và cái vị trí tabband này để ở đâu vậy? Button là đâu? Ở dưới đúng không? Và đây là cái tab band mà chúng ta muốn add cái tab vào, thì chúng ta dùng phương thức là add tab. Và cái tên tab là string, và cái component mà được chứa trong cái tab này là cái gì? Thì chúng ta dùng phương thức add tab này. Và trên cái tab nó có cái icon nữa. Và nó có cái icon. Rồi. Ở đây là cái này tôi không demo, mà ở đây nó có ví dụ rõ ràng ha. Ở đây cái tab band nó có tên là subject đúng không? Và ở đây nó có một cái tấm hình, một cái tấm hình là một cái icon ha. Rồi ở đây nè, cái tab band của mình nó add một cái tab có cái tên là gì?
Elif ha, cái tên tab. Và cái icon là một cái icon được tạo ra, và cái panel Elif nó là một cái cần, nó là một cái control, là một cái panel, một cái command là một cái panel, tức là trong cái tab này nó chứa một cái nguyên một cái panel ha. Rồi một có một tên là Elif object. Rồi quản lý sự kiện chain listener, tức là stay chain. Stay chain có nghĩa là cái đối tượng chain listener là lắng nghe cái hành động mà người dùng khi họ chuyển tab á. Khi họ chuyển tab thì nó sẽ gọi là, nó sẽ gọi phương thức là stay chain. À. Chúng ta qua cái component là split pane thì các bạn thấy trong một cái chương trình ứng dụng thì cái giao diện của nó có thể là chia làm hai bên. Các bạn thấy chia hai bên không? Phía bên trái và phía bên phải là các bạn thấy không? Thì nguyên cái component này nó kêu là cái split pane, tức là một cái component, là một cái container, là nó chia vùng, mà nó chỉ có hai vùng thôi nha, một bên trái bên phải, hoặc là chúng ta sắp xếp lại theo nó nằm ngang, đó là trên và dưới, được không? À, nó hai vùng như vậy. Thì để tạo thì chúng ta đây ha, tạo ra cái split pane, đây có một tham số là cái hướng ha, giống như tôi nói muốn cho nằm dọc hay là muốn cho nằm ngang ha. Rồi. Đây là nằm dọc ha, đây nằm ngang ha. Rồi, chúng ta có cái phương thức thứ nhất là set one to expand ha. Đó, phương thức này dùng để là kích hoạt ha cái tính năng là expand, tức là chúng ta muốn mở rộng ha, mở rộng cái split. Phương thức thứ hai là set divider location ha. Phương thức này dùng để chia vùng ha. Có kích thước tối thiểu và tối đa của component nó sẽ được xác định ngay khi mà cái phương thức này được gọi ha. Rồi tôi có một cái ví dụ về cái split pane. Đây. Đó thì các bạn thấy này, đây cái ứng dụng tôi gồm có hai vùng đúng không? Vùng bên trái và vùng bên phải ha, tôi dùng split đó mà. À, kéo qua. Ở bên đây tôi có thể là tạo một cái tree. Đó. Ở vùng bên đây tôi có thể gõ chữ. Các bạn thấy một cái chương trình ứng dụng tôi gồm có hai vùng phân biệt rõ ràng ha. Bên này là cái G-tree này. Làm như tôi click vào trong cái G-tree thì bên đây nó sẽ hiện cái giá trị của cái nút lá bên này. Các bạn thấy không? Đó. À, tôi sẽ cho các bạn cái demo này, các bạn xem.